Phượng xin kính chào quý vị hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2019 đến với bản tin hoạt hình đốn tối nay gồm có hai phần phần đầu là tin quan trọng phần 2 là nhận định và phân tích thời sự Việt Nam để mở đầu Bích Phượng có mời quý vị theo dõi tin quan trọng Hạ viện bỏ phiếu tạm dẹp nghị quyết luận tội tổng thống sang một bên Hạ viện Hoa Kỳ vào hôm thứ tư 17 tháng 7 đã đưa nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump ra bỏ phiếu với kết quả không ngoài dự đoán. Kết quả 332 phiếu chống, 95 phiếu thuận đã bóp chết nghị quyết nhưng không trông vùi vấn đề đang chia sẻ nội bộ dân chủ. Nghị quyết luận tội Tổng thống do dân biểu dân chủ Al Green từ Texas khởi xướng trước những ý kiến kỳ thị chống lại bốn nữ dân biểu dân chủ da màu của ông Trump. Đây là lần thứ ba dân biểu Green đưa nghị quyết luận tội Tổng thống ra bỏ phiếu vào tháng 12 năm 2017 và vào tháng Giêng năm 2018, nhưng cả hai lần đều thất bại do Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Bên cạnh đó, nhiều nhà lập pháp Dân chủ cũng chống đối. Tuy nhiên, lần này đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ Hạ viện tham gia dưới sự kiểm soát của Dân chủ. Một ngày trước khi nghị quyết được đưa ra sàn Hạ viện, có hơn 80 nhà lập pháp Dân chủ ủng hộ thủ tục luận tội, trút phế Tổng thống, nhưng hầu hết, các bằng luận tập trung vào việc lạm dụng quyền lực tổng thống và những luận điều tra trong bản báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Nhiều nhà lập pháp dân chủ đang chờ phiên điều trần của ông Robert Mueller trước hai ủy ban hạ viện vào tuần sau. Đa số người dân Mỹ lên án các twist của tổng thống Trump. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến của USA Today Ipsos poll công bố cho thấy đa số dân chúng Hoa Kỳ nhận định các twist phê phán bốn nữ dân biểu dân chủ của tổng thống Trump là không có tính cách Hoa Kỳ. Nhưng hình ảnh của một nước Mỹ đang bị chia rẽ chính kiến trầm trọng đã được thấy rõ qua chuyện đa số cử tri Cộng hòa được hỏi ý kiến về vụ này đã tỏ ra tán đồng ông Trump. Có đến 68% người được hỏi ý kiến nhận định là các tweet của Tổng thống Trump có tính cách gây hấn nhục mạ. Nhưng có 57% cử tri Cộng hòa đồng ý với Tổng thống Trump là các nữ dân biểu dân chủ nên trở về xứ của họ với một phần ba cử tri Cộng hòa đặc biệt mạnh mẽ ủng hộ. Chuyện này, kết quả thăm dò cũng giải thích vì sao các lãnh tụ Cộng hòa tỏ ra do dự trong việc phê phán Tổng thống Trump và nhiều nhà lập pháp lưỡng viện Cộng hòa cũng không muốn nhận định gì cả. Nhưng các quan sát viên nhận thấy vụ mới nhất có thể gây thiệt hại cho Tổng thống Trump trong năm bầu cử 2020 vì đa số cử tri chung dung không đồng ý với các bức điện của ông và có đến 3 phần 4 cử tri nữ giới mô tả chúng là xúc phạm. Hạ viện bỏ phiếu tội xem thường quốc hội của William Barr và Wilbur Ross. Hôm thứ Tư 17 tháng 7, Hạ viện Hoa Kỳ đã tổ chức bỏ phiếu quy tội kinh thường quốc hội của hai bộ trưởng của chính phủ Trump là các ông William Barr, bộ trưởng tư pháp, và ông Wilbur Ross, bộ trưởng thương mại. Bước leo thang mới nhất trong căng thẳng của Hạ viện và chính phủ Trump diễn ra sau khi trong tháng 6, Ủy ban giám sát Hạ viện đồng ý một nghị quyết yêu cầu Hạ viện phải lên án hai ông do đã từ chối trát đòi về chuyện câu hỏi quốc tịch. Cả hai bộ Tư pháp và Thương mại chống trả lại ý kiến của Ủy ban giám sát với lý do họ đã tuân theo ý muốn của Ủy ban này và đã trao cho Ủy ban nhiều ngàn trang tài liệu. Lần bỏ phiếu hôm qua của toàn thể Hạ viện là lần đầu tiên mà các viên chức chính phủ Trump bị quy tội xem thường Quốc hội, chắc chắn sẽ làm gia tăng thêm mối căng thẳng vốn có giữa Hạ viện do dân chủ kiểm soát thế đa số và chính phủ Trump. Ngũ Giác Đài triển khai thêm 2.100 quân ra biên giới mỹ mễ Ngũ Giác Đài vào hôm thứ Tư 17 tháng 7 thông báo sẽ triển khai thêm 1.000 vệ binh quốc gia Texas và 1.100 binh sĩ ra biên giới phía Nam nhằm yểm trợ chiến dịch truy quét di dân lậu của Tổng thống Donald Trump. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Thiếu tá Chris Mitchell cho Reuters hay rằng tạm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Richard Spencer đã phả phê chuẩn kế hoạch triển khai thêm quân ra biên giới vào tối thứ Ba và họ sẽ hỗ trợ công tác hậu cần và giám sát trên không. Hiện Mỹ có khoảng 4.500 quân nhân và bệ binh quốc gia được điều ra biên giới mỹ mễ Ngũ Giác Đài lần đầu phê chuẩn triển khai binh sĩ ra biên giới phía Nam vào tháng 10 năm ngoái, trước kỳ bầu cử quốc hội. Bước đi này được những người ủng hộ Trump hậu thuẫn, trong đó có cả một số nhà lập pháp Cộng hòa tại quốc hội Tháng trước, Mexico triển khai gần 15.000 binh sĩ và vệ binh quốc gia ra biên giới phía Bắc nhằm ngăn chặn dòng di dân lậu băng qua biên giới để đến Mỹ. Tổng thống Trump công bố dự luật di trú và an ninh biên giới. Tổng thống Trump ngày 16 tháng 7 công bố một dự luật ra trước nội các nhằm tăng cường an ninh biên giới và đại tu hệ thống di trú hiện thời, để chú trọng nhiều hơn vào lực thực của đương đơn. Tổng thống Trump đã cam kết xây một bức tường ở biên giới phía Nam với Mexico trong năm 2016 khi ông ra tranh cử, và từ đó đã đối đầu với bức hội và tại các tòa án để giành ngân quỹ, chi trả cho bức tường. Đầu tuần này, ông khen ngợi các cuộc truy quét cuối tuần qua nhắm vào những người nhập cư đã bị lệnh trục xuất, trong khi chính quyền của ông tìm cách ngăn chặn các gia đình Trung Mỹ, ồ ạt gia tăng xin tị nạn tại Mỹ sau khi chạy thoát khỏi nghèo đói và bạo lực băng đạn ở nước họ. Chính quyền của tổng thống Trump cũng cho biết sẽ thực hiện các bước để gây khó khăn hơn cho những người nhập cư tới biên giới phía nam để xin tị nạn vào Mỹ, đặt gánh nặng lên họ trước tiên phải xin tị nạn ở các quốc gia khác. Tổng thống Trump lạc quan về vấn đề Iran. Tổng thống Donald Trump ngày 16 tháng 7 cho biết đã có tiến triển trong đàm phán với Iran, bất chấp lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo rằng Tehran sẽ tiếp tục phát triển chương trình nguyên tử, vi phạm thỏa thuận năm 2015 với sáu cường quốc thế giới. Theo AP, trong một cuộc họp nội các ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump đã không đưa ra chi tiết về tiến trình đàm phán với Iran, nhưng nói rằng ông không tìm kiếm một sự thay đổi chế độ ở Iran. Ngoại trưởng Mike Pompeo bổ sung tại cuộc họp rằng Iran đã chuẩn bị đàm phán chương trình hòa tiễn của nước này. Tuy nhiên, trên Twitter, phát ngôn phái bộ Iran tại Liên Hiệp Quốc Al Al-Azhar mizor tuyên bố hỏa tiện Iran không phải là thứ để đem ra, đặt điều kiện hay đàm phán với bất kỳ nước nào. Giá dầu thế giới giảm mạnh trong bối cảnh Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ Giá dầu giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về việc Iran sẵn sàng đàm phán về một chương trình tên lửa. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo nói rằng ý định về các cuộc đàm phán này xuất phát từ phía Iran. Trong bối cảnh đó, cả giá dầu Brent và WTI đều giảm khoảng 3 mỹ kim một thùng. Giá cho một thùng dầu Brent hỗn hợp giảm từ 67 mỹ kim một thùng xuống còn 64 mỹ kim một thùng. Dầu WTI từ 60 mỹ kim một thùng giảm xuống còn 57.80 một thùng. Về phần mình, Mỹ không có ý định tìm cách lật đổ chế độ ở Iran và đã đưa ra tín hiệu sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Ông Trump cho biết, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng, chúng tôi muốn giúp đỡ Iran, chúng tôi sẽ tử tế với họ, chúng tôi sẽ giúp họ bằng mọi cách để có thể, với điều kiện Iran không được tàn trữ vũ khí hạt nhân. Thêm vào đó, một số người cho rằng chúng tôi muốn thay đổi chế độ ở Iran, nhưng chúng tôi hoàn toàn không có ý định làm như vậy, sự trở lại đầy tiềm năng của Iran đối với thị trường thế giới có thể làm giá dầu sụt giảm. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, ngay cả khi Tehran bị chặn xuất khẩu dầu, thị trường dầu thế giới vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thừa cung do các công ty dầu đang dần hoạt động trở lại sau trận bão trên vịnh Mexico. Sau Walgreens và Walmart đến lượt CVS thu hồi thuốc nhỏ mắt, một số thuốc nhỏ mắt và thuốc bôi mắt không kê toa được bán tại CVS đã bị thu hồi vì lo ngại các sản phẩm có thể không được vô trùng. Công ty dược phẩm Altery ở trụ sở New York từ nguyện thu hồi những sản phẩm tại CVS Health sau đợt thu hồi tại Walgreens và Walmart. Theo thông báo được thu hồi đăng trên trang web của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, có 30 sản phẩm và nhiều lô khác nhau đã thu hồi. Altery được thực hiện thu hồi nhằm ngừa công ty chưa nhận được báo cáo nào về trường hợp bất lợi và cũng không nhận được bất kỳ kết quả cụ thể nào, bao gồm thử nghiệm vô trùng đối với các sản phẩm. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc ca nhạc cây quỷ công lý cho nạn nhân Formosa vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 11 tháng 8 2019 tại Royal China Restaurant 3960 Venture Drive, Duluth, Georgia 30096 với sự góp mặt của MC Nam Lộc, nhạc sĩ Việt Khang cùng danh ca Y Phương. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Đinh Văn An 770 ông Trần Đức Anh 404-936-8870.